Minh Tú lộ ảnh vào bệnh viện, mặc băng bó vẫn xuôi tiếp tục đeo bám nữ người mẫu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Minh Tú đã gặp phải hai sự cố trên gương mặt. Cô cũng đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý về biến cố và cái giá của sự trưởng thành khiến fan lo lắng. Cách đây ít giờ, Minh Tú khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang và lo lắng khi đăng tải hình ảnh chụp tại bệnh viện. Đáng chú ý, nữ siêu mẫu còn bị thương, phải băng bó ở vùng mắt. Nhắc đến sự cố này, Minh Tú gọi đây chính là kiếp nạn thứ 84. Theo đó, cô được cho đã phải trải qua quá trình phẫu thuật để cắt bỏ đi phần sưng đỏ trên mí mắt trái. Được biết, Minh Tú đã gặp phải tình trạng này trong suốt một tháng ròng. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu khá thoải mái và giữ thái độ tích cực qua quá trình điều trị. Cách đó không lâu, Minh Tú từng đăng story khiến đông đảo người hâm mộ được phen thót tim với hình ảnh mắt trái bị dán bông băng dày cộm. Đi kèm theo bài viết, chân dài sinh năm 1991 để lại dòng trạng thái thu hút sự chú ý. Nhớ mãi 31 bước qua, 33 bước lại. Nữ siêu mẫu lộ vẻ mặt xanh xao, thiếu sức sống cùng với đó miếng băng gạc lớn ở mắt. Thế nhưng lúc đó, Minh Tú vẫn chưa chịu tiết lộ nguyên nhân với người hâm mộ. Hồi cuối tháng 6, siêu mẫu cũng đã có pha gây tò mò với cộng đồng mạng khi xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh chiếc cằm dán băng gạc. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, mọi người mới táo hỏa với nguyên nhân sự cố trên mặt Minh Tú. Cô cho biết đã gặp tai nạn khi đang quay game show thực tế phải khâu hơn 10 mũi. Chiếc flycam vô tình va trúng cằm của Minh Tú. Lúc đó tôi rất hoảng loạn, máu cứ làm ướt hết tờ giấy này đến tờ giấy khác. Cứ nghĩ không biết tương lai sẽ thế nào, bởi mình cũng là nhân vật hoạt động trong ngành thời trang. Vì vậy Tú khóc rất nhiều. Nhưng ngay sau đó Minh Tú cũng đã nhanh chóng trấn an fan hâm mộ. Cô tiết lộ vết thương ở cằm đã bình phục đến 90% và cô có thể tiếp tục công việc. Nữ siêu mẫu vẫn giữ vững thái độ lạc quan nói, ít nhất nó không trúng vào mắt và ngay mặt của mình. Nếu flycam va vào những chỗ nguy hiểm thì khi đó còn khó cứu chữa hơn. Phía dưới bài đăng, cộng đồng mạng đã không khỏi lo lắng và nhanh tay gửi lời thăm hỏi động viên đến người đẹp Sài Thành. Chị cố gắng lên nhé, chúc chị bình an khỏe mạnh. Thương Tú lắm, cố lên ạ, mong chị sớm khỏe lại nhé. Chúc em gái mau bình phục. Thương Tú quá, mọi chuyện rồi sẽ qua, chị cố gắng giữ gìn sức khỏe tốt nhé Tú. Nhiều cư dân mạng còn tận tình khuyên nhủ cho rằng Minh Tú nên cẩn thận hơn về công việc và sức khỏe khi người đẹp Sài Thành đang ở trong độ tuổi không được tốt. Minh Tú cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã hỏi thăm, động viên trong khoảng thời gian cô bị chấn thương. Có những người mà một năm Tú chỉ gặp một lần, nhưng họ vẫn quan tâm, thậm chí nấu đồ ăn rồi gửi qua khiến mình rất xúc động. Những lúc thế này mình mới biết khi gặp nạn mà người ta đối xử tốt thì bản thân Tú cũng sống khá tử tế rồi, Minh Tú bộc bạch. Trong 2 tháng qua, Minh Tú đã 2 lần gặp phải sự cố tại mặt. Kiếp nạn này đã khiến Minh Tú gặp những khó khăn nhất định trong việc ghi hình. Hiện tại, phần cằm của Minh Tú đã lành lặn sau khi trải qua 3 tuần chữa trị. Người đẹp vẫn đang trong quá trình chờ phục hồi mắt. Dù gặp phải sự cố ngoài ý muốn, cô vẫn cố gắng làm việc ghi hình đúng với lịch trình công việc từ trước đó. Được biết đến với tính cách vui vẻ, hài hước và sự hoạt ngôn, song Minh Tú từng bày tỏ sự lo lắng của mình. Cụ thể, nữ người mẫu cho biết, cảnh giới cao nhất của mạnh mẽ là chấp nhận. Khi nào chúng ta chấp nhận được hết mọi biến cố xảy đến với mình, chúng ta là người mạnh mẽ nhất. Nhớ nhé, cứ sống là mình, không cần gượng ép. Buồn cứ khóc, khóc cứ khóc. Phải tự mình trải qua thì mới hiểu được cái giá của sự trưởng thành. Động thái này từ phía Minh Tú khiến cho nhiều người hâm mộ lo lắng và ra sức động viên cô nàng. Chị ơi, sao thấy dạo này chị nhiều tâm trạng, chị mạnh mẽ mà. Mọi thứ qua rồi, bây giờ ổn rồi. Mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân thôi, kể cả những biến động vui vẻ thôi nào. Đúng em, dù như thế nào cũng phải, chờ nó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Có thể thấy, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, Minh Tú cũng đều rất được lòng từ người hâm mộ nói riêng và cộng đồng mạng nói chung, kể cả trong việc chia sẻ những suy nghĩ trong cuộc sống. Thành công tạo dựng tên tuổi ở cả địa hạt nhan sắc lẫn người mẫu, Minh Tú hiện đang là chân dài đất sâu có độ nhận diện cao tại làng giải trí Việt. Mong chờ cô tiên răng thỏ Minh Tú sớm ngày qua khỏi tam tai để trở về là Minh Tú vui vẻ và lạc quan mà mọi người thường thấy.